Đam mê của tôi với môn chạy bộ được bắt đầu từ khi còn là sinh viên. Tôi thường chạy khoảng 3 vòng công viên Lenin từ ký túc xá Đại học Bách Khoa và tham gia tập luyện taekwondo của bạn bè. Thói quen đấy đã theo chúng tôi suốt những năm đại học. Những năm đầu đi làm, tôi dường như bỏ quên thói quen tập luyện. Thời gian rảnh rỗi không còn nhiều mà thay vào đó là những ngày nhốt mình trong văn phòng và những buổi nhậu cùng anh em ngày càng tăng lên. Cơ thể tôi dường như lên tiếng báo động, có thời điểm tôi lên tới tận 76kg, vô cùng nặng nề. Trước hoàn cảnh đó, tôi hiểu rằng sức khỏe con người thực sự là điều quý giá. Suy nghĩ ấy từng ngày thôi thúc tôi thay đổi bản thân, thói quen ăn uống sinh hoạt của mình để có thể cân bằng cuộc sống. Tôi bắt đầu tham gia giải chạy bộ cùng với các anh em đang trong bơi full. Một lần nữa tôi cảm thấy như mình được sống lại với những đam mê và thói quen thời trẻ. Hành trình trở lại của tôi được ghi dấu với giải chạy Long Biên Marathon với cự ly full marathon 42km vào năm 2017. Khoác trên mình với màu cờ sắc áo của đội Mây Full Runner. Nối tiếp sau đó là những hành trình khác với giải chạy Long Biên Marathon năm 2017, 2018, 2019, 2020. Giải chạy V-Bank Marathon năm 2020. Giải chạy EcoBank Marathon năm 2018, 2019. Marathon Hoàng Hà, Marathon Yên Sở. Hay gần mới nhất là giải chạy VN Express Marathon Midnight năm 2020. Gần đây nhất là giải chạy phân loại đồng hạng cùng SEA Games. Tôi tham dự với phân loại cùng top 600 vận động viên khác nữa và đạt thành tích sắp 4, tức là 3 giờ 52 phút cho cự ly full marathon. Dù là 5, 10 hay 20km hay những cung đường dài hơn, giọt mồ hôi có chảy dài trên gò má hay đôi khi là những phút giây muốn ngã quỵ, tôi luôn nỗ lực chạy đến đích bằng đôi chân của mình, dù là người đầu tiên hay là người cuối cùng. Năm 2019, tôi thử thách bản thân với bộ môn mới là ba môn phối hợp, thế giới gọi là chia lông, kết hợp giữa bơi, đạp, chạy. Từ đó tôi nhận ra rằng không chỉ với chạy bộ mà bơi lội và đạp xe cũng đem lại những cảm xúc và trải nghiệm rất nhiều. Giải chạy Sunset Way chia lông tại Hạ Long ghi dấu ấn khởi điểm cho bộ môn mới của tôi, gồm có bơi biển 1,5km, đạp xe 40km và chạy bộ 10km. Để hoàn thành với bộ môn ba môn phối hợp của tôi, do yêu cầu đối với môn đầu tiên là môn bơi lội cần phải bơi biển khoảng 2km không dùng phao, thì để hoàn thành cái lý này tôi đã bắt đầu những cái chương trình tập luyện của tôi. Từ một người chỉ biết bơi chó, tôi đã có thể thành thục với 4 kiểu bơi lội là gồm có bơi ngửa, ấy sải và tham gia những cái thử thách mới. Với thử thách ngay sau môn bơi lội đó là môn đạp xe. Đối với cự ly yêu cầu của ba môn phối hợp là đạp xe khoảng 90km trong thời gian nhanh nhất. Tôi đã tập luyện kiên trì qua những cung đường như đạp Nội Bài khoảng 60km, đạp cung Samsung Bắc Ninh 90km hay cung Thung Nai Hòa Bình 150km. Sắp tới tôi có tham dự giải Ironman tại Đà Nẵng, là giải ba môn phối hợp được hệ thống Ironman thế giới xây dựng với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên thế giới. Tôi có sự ủng hộ cùng các anh em trong tâm mạng lưới miền Trung Mây Phôn cũng tham gia giải Ironman năm nay, trong đó có anh Cao Văn Tuấn, phó giám đốc trung tâm mạng lưới miền Trung, cũng đã nhiều lần tham dự các giải Ironman và truyền lửa cho tôi những kinh nghiệm để tập luyện. Đời người đàn ông có ba điều quan trọng: một là gia đình, hai là công việc và cuối cùng là được sống với đam mê của mình. Tôi luôn cố gắng giành lấy ba điều ấy một cách trọn vẹn, hy sinh cho gia đình, cháy cùng đam mê và hết mình với môi trường công việc. Từ khi vào BUCM, tôi cũng đã lan tỏa cho các bạn đồng nghiệp tinh thần giữ gìn thể dục thể thao để có sức khỏe bền bỉ tốt hơn, giúp cho hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo trung tâm, lãnh đạo BU giao. Các chương trình ấy như tập thể dục chống đẩy 16 giờ hàng ngày, hay các buổi đạp xe cuối tuần cùng đồng nghiệp tại Hồ Tây, các chương trình, các buổi dã ngoại, team building cùng cơ quan đồng nghiệp, hay các chương trình như tham gia hiến máu để thắp lên ngọn lửa đem lại hy vọng cho các bệnh nhân cần máu. Với cảm nhận của tôi, sống không chỉ là tồn tại mà còn là dám vượt qua, dám nghĩ, dám làm, dám mơ ước, can đảm khẳng định mình, sắt đá trên mỗi hành trình, dũng cảm vì phía trước con đường trải đầy sỏi đá, mọi thứ sẽ vượt qua.